kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Lạc Hồng Viên được phát sóng trên kênh YouTube Lạc Hồng Viên TV. Thưa quý vị, công viên tâm linh Lạc Hồng Viên tọa lạc trên khuôn viên 9 quả đồi với tổng diện tích 98 hectare tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, gần ngay trục quốc lộ 6, cách với trung tâm Hà Nội 52 km và cách thành phố Hòa Bình 20 km. Lạc Hồng Viên với sơn thủy hữu tình là vị trí đắc địa để xây dựng hình thức công viên nghĩa trang. Để đến với trung tâm Lạc Hồng Viên, từ mặt đường quốc lộ 6 chúng ta sẽ di chuyển vào, bước qua bên trong cổng chào vào với con đường rất nên thơ và thơ mộng mang tên là Đại lộ Vĩnh Hằng. Tổng chiều dài của đại lộ là 2 km, chiều rộng là 7 m, được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn hiện đại nhất, sử dụng hệ thống nguyên liệu bê tông như asphalt, giải thảm sẽ đảm bảo cho việc di chuyển bằng các loại phương tiện khi đến với Lạc Hồng Viên. Hai bên đại lộ là các hàng cây thông, cây xưa và hệ thống thảm cỏ lạc xanh mướt, điểm thêm trên đó là các chấm hoa vàng tạo nên một khung cảnh thật nên thơ và trữ tình. Từ đại lộ Vĩnh Hằng sẽ phân ra nhiều nhánh nhỏ đến từng quả đồi, đến từng khuôn viên phần mộ, tạo nên sự thuận tiện cho mọi hoạt động tại Lạc Hồng Viên. Đặc biệt, đại lộ Vĩnh Hằng có mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và cao cả, đó là nó tượng trưng cho từng giai đoạn trong cuộc sống của một đời người. Để nói rõ hơn về điều này thì Thanh Hồng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn vào những phần sau của bản tin. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của những thế hệ đi đầu trong thời kỳ mở đường và xây dựng nên Lạc Hồng Viên. Để được có ngày hôm nay thì tôi nhớ lại cách đây 11 năm, vào năm 2007, khi mà dự án của chúng ta đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết và thu hồi giao đất. Thì vào năm tháng 11 năm 2007, anh em chúng tôi mặc dù lúc bây giờ rất là khó khăn, nói về khó khăn thì thời đấy thì không, bây giờ có kể lại thì mọi người, các đồng chí kế cận thì nghĩ rằng đấy là chuyện cổ tích. Nhưng ngày xưa mà khi còn đang đi tìm đất rồi còn đang đi bắt đầu cho dự án thì vất vả lắm. Anh em chúng tôi là không đi xe máy được, không đi ô tô được. Mà ngày đấy là chỉ có xếp Tuyền có cái xe đẹp đẹp thôi, tôi thì có cái xe người ta gọi là cái xe chuồng gà. Thế là đi cũng chỉ đi được đến đường quốc lộ, còn đi đâu thì toàn đi bộ. Thậm chí đi thuê xe ôm để người ta chở lên đến cái vị trí mà mình định tìm đất thì lúc đi xuống mình lại phải kéo xe hộ người ta chứ cũng không đi được như bây giờ đâu, đường xá thuận tiện như bây giờ đâu. Có bao giờ quý vị đã từng hỏi chính mình rằng cuộc đời này bao gồm những giai đoạn nào chưa? Chắc hẳn sẽ rất nhiều người nghĩ rằng đó chính là các giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. Tuy nhiên, sinh, lão, bệnh, tử chỉ là quy luật tất yếu của vạn vật trên thế giới này. Bên cạnh việc tái hiện lại quy luật tất yếu đó, đại lộ Vĩnh Hằng còn là bức tranh tổng quan về cuộc đời của mỗi con người. Để hiểu rõ hơn về từng giai đoạn, Thanh Hồng xin mời quý vị cùng tìm hiểu về những vị trí đại diện cho từng giai đoạn ngay tại đại lộ Vĩnh Hằng này. Thưa quý vị, từ khi sinh ra chúng ta đã cần phụ thuộc vào người khác. Chúng ta không thể đi, không thể nói, không thể tự kiếm ăn và chắc chắn là không thể tự kiếm sống. Khi còn nhỏ, cách học tập bẩm sinh của chúng ta là quan sát và bắt chước những người khác. Đầu tiên, chúng ta học các kỹ năng cơ bản như đi lại và nói chuyện. Sau đó chúng ta phát triển các kỹ năng xã hội bằng cách nhìn và làm theo những người xung quanh mình. Rồi trong những năm tháng cuối cùng của thời thơ ấu, chúng ta học cách thích nghi với văn hóa xã hội bằng cách quan sát các luật lệ và phong tục xung quanh môi trường sống của mình và cố gắng cư xử theo cách mà mọi người được xã hội chấp nhận. Mục tiêu của giai đoạn 1 này là dạy cho chúng ta cách tồn tại trong xã hội này để ta có thể tự chủ và tự chăm sóc được bản thân mình. Những người lớn khác trong cộng đồng sẽ dìu dắt ta đạt tới giai đoạn này thông qua sự trợ giúp để ta có thể tự quyết định và thực hiện chúng về sau. Giai đoạn 1 thường sẽ kéo dài đến cuối tuổi vị thành niên và giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành. Đối với một số người, nó có thể kéo dài ngay khi họ đã là người lớn. Một vài người từng thức dậy một ngày ở độ tuổi 45 mới bất giác nhận ra rằng họ chưa bao giờ thực sự được sống cho riêng mình và tự trách móc mình đã làm gì với những thời gian, những năm tháng đã qua. Hiện tại nơi Thanh Hồng đang đứng ở đây là đoạn đường thể hiện rõ nhất cho giai đoạn này. Từ cổng chào của dự án công viên tâm linh Lạc Hồng Viên, bước vào chúng ta sẽ cảm giác được sự bao bọc, chở che của bia đá chữ hiếu và tượng Quan Thế Âm giám hộ. Bên cạnh đó, ngay tại đoạn đường này sẽ thấy được sự xanh trong, thoáng mát với con đường có độ dốc vừa phải, thể hiện cho sự lớn lên, quan sát và từng bước học hỏi của đời người.
Thưa quý vị, trong giai đoạn 1 là lúc chúng ta học cách hòa nhập với con người và môi trường văn hóa xung quanh. Và giai đoạn 2 sẽ là lúc chúng ta học hỏi điều gì làm chúng ta khác biệt với đám đông. Điều này đòi hỏi chúng ta bắt đầu tự ra quyết định cho bản thân mình, tự thử thách chính mình, tự tìm hiểu mình và khám phá ra điều gì khiến mình trở nên độc đáo. Đại lộ Vĩnh Hằng đã tái hiện lại điều này thông qua cung đường mà Thanh Hồng đang đứng và trải nghiệm cùng quý vị và các bạn. Tại giai đoạn này, cung đường vẫn được thiết kế thông thoáng với hàng cây và thềm cỏ xanh tươi ở hai bên đường. Tuy nhiên, đoạn đường này lại có nhiều khúc quanh co, uốn lượn và độ dốc cao hơn. Nó thể hiện rõ rệt cho việc khám phá của bản thân, cho vô vàn những thử thách trong cuộc sống của cuộc đời mỗi con người. Thưa quý vị, giai đoạn 2 bao gồm rất nhiều cuộc thử sai. Chúng ta thử nghiệm bằng cách sống ở những nơi mới lạ, giao lưu với những người mới, uống những đồ mới và thử tạo mối quan hệ với những người lạ xem sao. Giai đoạn này là quá trình khám phá ra bản thân. Chúng ta thử nhiều thứ, một số có thể thành công và một số có thể thất bại. Mục đích là để chọn lấy cái nào đúng đắn và tiếp tục hành động. Giai đoạn này kéo dài cho tới khi chúng ta bắt đầu chạm đến những giới hạn của cuộc đời mình. Biết được những giới hạn của bản thân vô cùng quan trọng, bởi vì đến một lúc nào đó chúng ta phải thừa nhận chân lý. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, mọi ước mơ của ta đều không thể thành hiện thực, và vì vậy chúng ta nên cẩn thận lựa và chọn thứ gì chúng ta làm tốt nhất và toàn tâm toàn ý với nó nhất. Giai đoạn 2 là thời điểm tốt đẹp nhất cho chúng ta xây dựng lâu đài của cuộc đời mình. Chúng ta đã chia tay những người bạn chỉ biết kìm kẹp mình và đã tạm biệt những trò chơi vô bổ lãng phí thời gian. Chúng ta đã giã từ những giấc mơ ngày xưa mà chắc chắn không thể sớm thành hiện thực. Vậy nên lúc này đây, chúng ta cần tập trung hết sức mình vào thứ mình giỏi nhất và tốt nhất cho bản thân. Cần tập trung vào những mối quan hệ quan trọng nhất trong đời. Chúng ta cần tập trung vào sứ mệnh duy nhất trong đời mình, dù là giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới, hay trở thành một người nghệ sĩ, hoặc trở thành một chuyên gia về não bộ, hay có những đứa con đáng yêu chảy đầy nước mũi. Dù nó là gì đi chăng nữa, đây là lúc chúng ta hoàn thành mọi thứ mà mình ao ước. Giai đoạn 2 là lúc chúng ta thay đổi thế giới này khác đi một chút nhờ sự tồn tại của chúng ta ở trên đời. Giai đoạn 2 sẽ kết thúc khi có sự hợp nhất của hai thứ. Thứ nhất, chúng ta cảm thấy như thế nào khi mình không còn gì để có thể phấn đấu được nữa. Thứ hai, chúng ta đã già nua, đã mệt mỏi và thấy rằng mình nên chơi trò giải ô chữ cho cuộc đời còn lại. Những người bị mắc kẹt ở giai đoạn thứ hai này thường là do không biết buông bỏ đam mê của chính mình và luôn ham muốn nhiều hơn mọi thứ. Chính vì vậy, họ sẽ luôn khao khát phấn đấu cho đến tận 70 hoặc là 80 tuổi. Cũng giống như nơi Thanh Hồng đang đứng tại đây là nơi chớm đỉnh cao con dốc danh vọng của giai đoạn 2. Và từ đây ta có thể nhìn lại con đường phía dưới sườn dốc mà mình đã trải qua, vừa lấp lánh ánh hào quang, thể hiện qua tia nắng xuyên qua những hàng thông reo rì rào và trải đều lên thảm hoa vàng trên cỏ xanh. Vừa trông gai, bão tố tái hiện qua những con dốc dài quanh co, nối liền những khúc cua khúc khuỷu. Thưa quý vị, đến giai đoạn này là con người đã dành ra khoảng 50 năm để đầu tư vào những thứ họ tin rằng là có ý nghĩa và quan trọng. Họ đã làm được những điều tuyệt vời, làm việc chăm chỉ, đạt được mọi thứ mà mình có thể là đã có một gia đình hay một quỹ từ thiện, tạo ra một sự đổi thay to lớn trong chính trị, văn hóa, và giờ họ đã toại nguyện. Họ đã đạt đến độ tuổi mà năng lượng và hoàn cảnh của họ không cho phép họ theo đuổi đam mê của mình xa hơn nữa. Mục tiêu của giai đoạn này là không chỉ tạo ra một di sản mà làm sao để đảm bảo nó vẫn tồn tại kể cả khi chúng ta đã ra đi. Việc này có thể đơn giản là việc chúng ta hỗ trợ và răn dạy con cháu của mình và ngắm nhìn chúng tận hưởng cuộc sống. Chúng ta cũng có thể giao phó lại các dự án hay công việc của mình cho các học trò và cũng có thể là tham gia vào hoạt động chính trị nhiều hơn để khẳng định các giá trị của mình trong một xã hội đã đi qua quá nhiều xáo trộn. Đó chính là khi chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của danh vọng, tiền tài, chính là lúc chúng ta đứng trên đỉnh của con dốc cao nhất trong đường đời mỗi con người. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy được cả hai phía của cuộc đời. Sườn bên này là cuộc sống từ lúc ta sinh ra, lớn lên, học tập và làm các phép thử ở giai đoạn 2, để rồi tạo đà cho sự toàn tâm toàn ý trước cuộc đời mình.
Phía sườn bên kia là tương lai mà chúng ta có thể nhận thức được, đó là việc về với cõi vĩnh hằng, một quy luật bất biến trong cuộc sống của con người. Từ đây, có người sẽ tiếp tục bước đi và đón nhận cõi vĩnh hằng một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Người lại lững chững vương vấn, hoài niệm và nuối tiếc về tuổi thanh xuân đã qua. Những áp lực, những rào cản đã dần vơi đi. Và dừng lại ở đó là phía không ranh giới, những bộn bề, những lo lắng, những gánh nặng buông bỏ sau lưng. Không mời tự đến, không đuổi tự đi, đến như thế nào, đi như thế đó, đến như gió, hợp tan như mây, gió mây vô thường, vấn vương chi khổ. Chúng ta sinh ra trên đời này, không ai mời mà tự đến, cũng không ai đuổi mà tự đi, đến như thế nào, đi như thế đó. Sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này như gió thoảng mây bay, vốn vô thường, giả tạm. Biết như vậy thì sự đến và đi sẽ không có gì phải bận tâm, phải đau khổ. Hiện tại, từ phía mà Thanh Hồng đang đứng, chúng ta có thể nhìn thấy phía xa là cổng công viên tâm linh Lạc Hồng Viên, nơi bắt đầu đại lộ vĩnh hằng thơ mộng, tượng trưng cho cuộc sống lúc sinh ra của đời người, gần hơn là những hành trình dài qua những con dốc, những khúc cua của cuộc đời. Đặc biệt, từ vị trí này, chúng ta có thể ngắm trọn trung tâm dự án Lạc Hồng Viên, nơi đây có thể coi là cõi vĩnh hằng của đời người, được soi sáng bởi chùa Kim Sơn Lạc Hồng, bảo hộ bởi đền Phúc Linh Thần, Địa Tạng Vương Bồ Tát Hồ Quan Âm Tam Diện. Lúc này, chúng ta tạm biệt cuộc đời và nhẹ nhàng đón nhận nơi chúng ta sẽ tồn tại vĩnh hằng, bình yên, thanh thản và an lành nhất. Tới đây thì thời lượng của bản tin đã hết. Thanh Hồng hy vọng rằng mỗi khi đến Lạc Hồng Viên, quý vị có thể một lần dừng chân và dạo bước trên đại lộ vĩnh hằng để mình có thể hòa vào với thiên nhiên và hồi tưởng về những thăng trầm, những mốc thời gian của cuộc đời mình tương ứng với từng khúc cua, con dốc của cung đường này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị vào những số tiếp theo.